xe vào. Wow, quá chừng. Ghé vào anh. Ít nè. Ít bởi vì cái này cái kia đó. Tại mình như mặt sao nó đẹp quá chừng. À cái này là kéo vô hả? À. Tưởng anh nó mọc bánh rồi chạy vô chứ. Quay ông thấy không đó, thấy cán chúng Minh ơi Minh, nó còn chạy ra đó Minh. Minh Minh, né cái xe ra Minh. Nó không thấy con rồi đó, nó quay đầu á. Đây nè. Cái bánh kết quả coi cái này như cái dao vậy. Bánh lái cái này nó câu đúng không, thả mồi lưới hả? À mình đây đi vô mình. Wow, nó bò lúc nhúc kìa. Đó, tay chua hoài không. Đó, chua nè. Mùa này thấy này nè, nó đỡ hơn nè. Hôm em đi tắm á, ít lắm. Ý, dạ. Cái này con gì ạ? Con lươn, trên biển. À. Em đi lâu lâu chỗ này nè. Thấy lúc ảnh vô thấy ít rồi. Còn cái heo. Bỏ vô thì đã dạ. Mình làm gì? Nó kẹp con một phát á. Đó. Ôi. Nó sống nha. Nó sống á, nó kẹp á con. Con tôm nè. Cho nó kẹp á nha, mấy con này nó kẹp như chưa? Thôi thôi được rồi, con đừng lấy nhiều, đừng lấy nhiều bỏ nhiều. Không. À, bắt bỏ vô rồi. Rồi, đi ra đi. Đó. Con mấy con lươn lớn nó kẹp. Ừ. Con lươn lớn nó kẹp đau lắm á. Yeah.